Xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy nấu sữa hạt bia mini của Bruno nhé. Thì máy mình đã cắm điện sẵn và đang ở trạng thái chờ này. Rồi. Khi sử dụng lần đầu tiên ấy, thì mọi người sẽ phải tiến hành nhận diện độ cao cho cái máy này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận diện độ cao nhé. Mọi người nhìn vào khoang bên trong của cái máy này. Đây là cái phần cho nguyên liệu vào, thì nó sẽ có hai cái vạch giới hạn trên và vạch giới hạn dưới nhé. Thì cái vạch giới hạn dưới sẽ dành cho cái đồ uống nóng và vạch giới hạn trên sẽ dành cho đồ uống nguội. Thì mọi người lưu ý là không cho nguyên liệu và nước vượt quá cái vạch này, những cái vạch này để tránh bị trào nhé. Đấy. Còn khi mà sử dụng đầu tiên, mọi người sẽ cho nước vào đến cái vạch giới hạn trên này và đậy nắp lại. Rồi. Sau đấy mọi người sẽ nhấn và giữ cái nút hẹn giờ này trong vòng 10 giây để máy sẽ chuyển sang cái chế độ làm sạch và nhận diện độ cao thông minh. Tại sao phải nhận diện độ cao? Bởi vì ở những cái vùng khác nhau nó sẽ có độ cao khác nhau, thì máy sẽ phải nhận diện để khi mà chế biến thì nó sẽ không bị trào. Thì mọi người sẽ chỉ phải làm cái lần đầu tiên thôi, còn lần sau thì mình sẽ không cần phải làm nữa. Đấy. Còn ở trên cái bảng điều khiển ở đây thì sẽ có tất cả là 8 chức năng và 3 nút điều khiển nhé. Thì cái nút ở phía bên trái ở đây là nút chức năng này. Nút ở giữa ở đây là nút bắt đầu hủy bỏ này. Còn nút bên phải là nút hiện giờ này. Đấy. 8 chức năng ở đây thì lần lượt này. Đây là cái sữa đậu nành nhanh này. Đây là sữa đậu nành đặc này. Đây là những cái món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe này. Đây là giữ ấm này. Đây là chức năng bên dưới này nhá. Đây là làm sữa ngô này. Đây là xay sinh tố này. Đây là đun nước này. Còn đây là làm sạch. Đấy. Đấy. Thì mọi người có thể lần lượt chọn những cái chức năng mà mình muốn chế biến. Đấy. Thì về cách thao tác thì mình sẽ thao tác như sau. Ở trước tiên là với nhưng ai muốn chế biến luôn mà không hẹn giờ ấy, thì mọi người sẽ nhấn vào nút chức năng này để chọn những cái chức năng mà mình muốn. Đấy. Sau đấy thì mình sẽ nhấn nút bắt đầu. Đấy. Còn nếu mà muốn hủy thì mọi người sẽ nhấn vào giữ. Đấy. Thì nó sẽ hủy. Còn nếu mà với những ai muốn hẹn giờ thì mình sẽ cũng sẽ lựa chọn cái chức năng trước. Sau đấy mình sẽ nhấn vào nút hẹn giờ này. Đấy. Và nhấn lần lượt vào các cái nút này để điều chỉnh cái thời gian hẹn giờ mong muốn nhé. Ở đây sẽ cho hẹn giờ tối đa như 12 tiếng rồi. Đấy. Sau khi xong thì mình sẽ bấm nút bắt đầu. Đấy. Và để hủy thì mình cũng sẽ nhấn và giữ nút giữa một lần nữa. Và thao tác lại. Rồi. Còn về cái vệ sinh máy này thì mình lưu ý là khi mà sử dụng xong thì mọi người sẽ cho một chút cái nước sạch vào phía trong này. Và sau đó sẽ lựa chọn cái chức năng làm sạch ở đây. Và mình sẽ làm sạch khoảng 1-2 lần. Và sau đó mình sẽ cất đi thôi. Còn mọi người sẽ không được ngâm cái máy này vào nước nhé. Vì ngâm là vào là hỏng luôn đấy.